Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều mùng 2 tháng 11, tại phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã hội kiến Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba Esteban Lazo Hernandez trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Việt Nam từ ngày mùng 2 đến mùng 3 tháng 11. Hai đồng chí lãnh đạo cấp cao khẳng định quyết tâm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ mẫu mực Việt Nam Cuba, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh tụ Fidel Castro đặt nền móng và nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước giải công vun đắp. Chủ tịch nước gửi lời tới Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Cuba lời hỏi thăm về hậu quả cơn bão Oscar ngày 20 tháng 10 và tình hình khắc phục sự cố điện tại Cuba thời gian qua. Bày tỏ tin tưởng đất nước Cuba anh em tiếp tục vững vàng vượt qua nhiều khó khăn, thách thức đặt những thành tựu mới trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước Cuba xã hội chủ nghĩa. Chúc mừng Cuba đã được thắng lợi quan trọng khi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 30 tháng 10 vừa qua đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết yêu cầu Mỹ chấm dứt bao vây, cấm vận chống Cuba với đa số phiếu ủng hộ. Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam mong muốn làm sâu sắc và nâng cao hơn nữa hiệu quả quan hệ hợp tác với đất nước Cuba anh em trên tất cả các lĩnh vực, phát huy cao nhất thế mạnh của cả hai bên. Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo bày tỏ cảm ơn sâu sắc về sự đón tiếp trọng thị, chú đáo của các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, quốc hội và nhân dân Việt Nam cũng như của cá nhân chủ tịch nước Lương Cường dành cho đoàn đại biểu quốc hội Cuba. Khẳng định, Cuba luôn trân trọng ghi nhớ, đánh giá cao tình cảm đoàn kết, sự đồng hành, ủng hộ chân thành và hỗ trợ thiết thực của đảng, nhà nước, quốc hội và nhân dân Việt Nam dành cho Cuba trong thời gian qua. Hai bên nhất trí triển khai tích cực, hiệu quả các cam kết, thỏa thuận cấp cao đạt được trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Cuba của Tổng bí thư Tô Lâm vào tháng 9-2024 cũng như kết quả phiên họp liên nghị viện đầu tiên của Quốc hội hai nước vừa qua, đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương. Chiều 31 tháng 10 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự và có buổi trao đổi về chủ đề Kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc với đông đảo các học viên học lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức kỹ năng đối với cán bộ quy hoạch Ủy viên Trung ương Đảng khóa 14, lớp thứ 3. Cùng dự có ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Nói chuyện thân mật với các học viên, Tổng Bí thư Tô Lâm đã phân tích một số nội dung cơ bản về kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, cơ sở định vị mục tiêu đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam đó là kỷ nguyên phát triển, kỷ nguyên giàu mạnh, dưới sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản, xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Đây chính là ước nguyện của Bác Hồ lúc sinh thời và mục tiêu của chúng ta phải hướng tới. Tổng Bí Thư Tô Lâm khẳng định, thời điểm bắt đầu kỷ nguyên mới là từ Đại hội 14 của Đảng. Từ đây, mọi người dân Việt Nam, hàng trăm triệu người như một, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng tâm hiệp lực, chung sức, đồng lòng, tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, đẩy lùi nguy cơ, thách thức, đưa đất nước phát triển toàn diện, mạnh mẽ, bứt phá và cất cánh. Tổng Bí Thư cho biết, chúng ta xác định là từ nay đến năm 2030 là giai đoạn quan trọng nhất để xác lập trật tự thế giới mới. Năm năm nữa, trật tự này có thể được xác định, thì đây cũng là thời kỳ cơ hội chiến lược quan trọng, giai đoạn nước rút của cách mạng Việt Nam để đạt được mục tiêu 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng tạo tiền đề vững chắc để đạt các kế hoạch đề ra mục tiêu 100 năm thành lập nước vào năm 2045. Theo người đứng đầu đảng, phải có kế hoạch dài hạn trong 5 năm cần làm gì, 10 năm tới ra sao để đạt được mục tiêu đã đề ra. Bởi thế giới đang thay đổi liên tục, chuyển minh chậm là lạc hậu với thế giới. Tại phiên thảo luận tại tổ, kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 15, về việc thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương và nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hải Phòng ngày 31 tháng 10 chia sẻ với băn khoăn của một số đại biểu về cơ chế chính quyền đô thị thế nào, cơ chế bộ máy quản lý nhà nước cho hiệu lực, hiệu quả. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, đây là vấn đề rất lớn. Trung ương đang tập trung bàn thảo làm sao tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước, không hình thức để đảm bảo đúng thực chất. Tổng Bí thư cho biết, nghị quyết số 17 của Ban chấp hành Trung ương về việc đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước đã đánh giá bộ máy quản lý nhà nước còn công cành, hoạt động kém hiệu lực, hiệu quả, phải sắp xếp và tinh gọn. Tổng Bí thư Tô Lâm nói: Thời gian qua, chúng ta mới sắp nhập từ dưới lên, xã, huyện, một số bộ, ngành, vụ, cục, tổng cục. Trung ương tinh gọn thì địa phương sẽ tinh gọn. Cách thức tiến hành như thế nào? Đây là vấn đề rất lớn phải tính đến. Tổng Bí thư Tô Lâm cũng nhấn mạnh, nghị quyết Đại hội Đảng, nghị quyết Trung ương trong mấy nhiệm kỳ qua đều nêu chủ trương về sự cần thiết tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Tổng Bí thư nêu quan điểm, sắp tới, các ban của Đảng, Quốc hội, Chính phủ phải gương mẫu, phải rất thẳng thắn, mạnh dạn và nhìn nhận nếu không tinh gọn bộ máy thì không thể phát triển được. Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu ra soát lại tình trạng một việc nhiều người làm nhưng không ai chịu trách nhiệm chính cần xác định chính quyền là chính quyền phục vụ. Nhưng qua giả soát, có tình trạng không muốn chuyển đổi số vì tâm lý lo ngại mất việc. Vì vậy, cần giả soát chi tiết, việc làm nào, hành vi nào phục vụ gì và tạo điều kiện gì cho nhân dân, có phục vụ nhân dân tốt hơn hay không. Chiều mùng 1 tháng 11, theo giờ địa phương Doha, Qatar, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm đến ba nước Trung Đông, kéo dài từ ngày 27 tháng 10 đến ngày mùng 1 tháng 11. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí đánh giá chuyến thăm là dấu ấn quan trọng, thể hiện mối quan hệ đang trên đà phát triển tốt đẹp giữa Việt Nam với ba nước. Theo Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, chuyến thăm đã nâng tầm quan hệ giữa Việt Nam với ba nước nói riêng, với khu vực Trung Đông, Bắc Phi nói chung. Việc chính thức nâng cấp quan hệ với các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) lên đối tác toàn diện đã mở ra không gian phát triển mới cho quan hệ hai nước, mở rộng mạng lưới đối tác toàn diện của Việt Nam lên 13 nước. Trao đổi về kết quả chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới ba nước Trung Đông, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết: Trong những ngày qua, ở thăm ba nước các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Ả Rập Xê Út và Qatar từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11, Thủ tướng đã có chương trình làm việc dày đặc với gần 60 hoạt động. Lãnh đạo các nước dành sự tiếp đón chu đáo, trọng thị với nhiều biệt lệ dành cho thủ tướng. Điều này cho thấy cả ba nước đều coi trọng quan hệ với Việt Nam trong chính sách hướng đông. Lãnh đạo ba nước đều bày tỏ ngưỡng mộ về lịch sử hào hùng của Việt Nam, đánh giá cao tiềm năng, thành tựu phát triển và vị thế, vai trò ngày càng cao của Việt Nam. Trong các cuộc gặp với thủ tướng, lãnh đạo các quỹ đầu tư lớn nhất các tập đoàn lớn của ba nước đều rất hào hứng đánh giá cao tiềm năng phát triển của Việt Nam và khẳng định sau chuyến thăm sẽ cử ngay đoàn vào Việt Nam tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh. Bên cạnh đó, chuyến thăm đạt nhiều kết quả thực chất, đột phá trong lĩnh vực hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện CEPA với các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất UAE là hiệp định tự do thương mại thứ 17 Việt Nam tham gia ký kết, đặt mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều đạt 20 tỷ đô la Mỹ trong thời gian tới.